Ok và hello anh em nhá, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây, tiếp tục với một series mới trong Top Game 20 mỗi ngày. Tựa game Demon Slayer Thanh Gươm Diệt Quỷ Mobile đang có phiên bản chính thức ở trên đấy rồi anh em ạ, trên thế giới anh em ơi. Thì trước là mình chơi bản Trung Quốc, nó có tiếng Trung rất là khó. Hiện tại thì ta sẽ có bản tiếng Anh rất là ngon à. Link tải mình sẽ để phía dưới phần comment nhá. Và tất cả code mình sẽ để phía dưới đấy. Anh em vào web và lấy nhá. Thì đây là cái giao diện mà khi ta vào web à. Đây link tải đây. Code thì sẽ có 4 cái code đây anh em. Để tải anh em ấn vào cái này thôi. Và anh em sẽ làm theo cái hướng dẫn thôi. Rồi. Đây có cái phần hướng dẫn, anh em đọc cái video này hoặc anh em ấn nút tải về này. Đấy. Rồi. Đấy xong anh em làm theo đủ 4 bước này là sẽ có nhá. 4 đến 5 bước gì đó. Tìm code nhập vào đây thôi là xong. Cái này thì thật ra là cái kênh của mình làm một kiểu free anh em. Cái website mình làm free ấy nên mình muốn có thêm một chút tiền quảng cáo để có thể là mua cái tên miền, cũng mua là cái để có thể là phục vụ anh em ấy. Vì tên miền mình phải mua mất tiền mà. Một năm mất khoảng gần triệu hay sao ấy, hoặc mấy trăm ấy, mình không nhớ lắm. Nhưng mình cũng sắp đến cái hết một năm rồi. Mình làm free thì mình không có tiền để mình duy trì cái web này. Cái web của mình thì cũng chẳng có quảng cáo gì cả. Chỉ cần anh em là làm các hướng dẫn là mình có thêm một chút gọi là kinh phí để duy trì up thêm những cái game mode mới cho anh em thôi. Anh em làm theo các hướng dẫn nhá. Mình không cần phải hướng dẫn lại cho anh em gì cho nó lâu quá. Rất là dễ thôi. Anh em làm từng bước, làm đúng bước thì sẽ có code để có thể là nhập vào để tải game này ha. Cài đặt thì nó khá là dễ thôi anh em. Thì anh em khi tải được cái file gọi APK về đây, file Demon Slayer đây, anh em click vào và cài thôi. Mình đã test rồi nhá, mình đã test ở trên con giả lập của mình và chạy ổn. Và sau đó anh em sẽ sử dụng tài khoản Google để anh em đăng nhập thôi, cực kỳ là dễ. Rồi mình sẽ vào game ha. Thì nó không khác gì, nó là một kiểu game thẻ tướng ấy. Đánh theo lượt. Giống kiểu đại chiến nhẫn giả cái gì gì ấy, giống kiểu game Naruto anh em, không khác gì luôn. Game này thì sẽ có code, có 4 cái code anh em ạ. Rồi mình sẽ summon nhá. Code thì mình nhớ anh em, mình sẽ để ở phía ở trong web nhá, anh em vào web và lấy nhá. Confirm này. Rồi anh em ơi. Heroes. Cho ấn vào nhân vật này. Đấy là mình hướng dẫn anh em cách tải đấy. Rất là đơn giản nào. Ok, Hero. Ấn Battle này. Thế mình hay, có lẽ mình sẽ làm một cái series hay ha. Series dài tập. Battle anh em ơi. Fight. Con này là cái con em của cái thằng hai anh em bị chết ấy. Hai anh em bị cái con quỷ núi nó giết hay sao ấy. Đúng rồi. Có cả thằng anh nữa cơ mà đúng không? Đây là cái phần này nó đang hướng dẫn nhá. Sau khi hết hướng dẫn thì chúng ta mới có thể nhập được code anh em nhé. Game này cũng có thể nạp thẻ trước thì anh em có thể chơi lâu dài được ấy. Vì game này nó là phiên bản quốc tế ấy, anh em ạ. Chơi lâu dài một cách thoải mái luôn. Ok. Mình không để x2 nhỉ. Để nó tự động đánh thôi. Tất cả đều... À và cái game này thì mình có thể là... Hình như là để nó tự động đánh, mình có thể ra ngoài mình làm các công việc khác anh em. Hay hơn rất là nhiều. Ok. Rồi. Claim này. Đó. Ấn vào story level này. Ấn vào cái túi này. Ấn vào mảnh này. Ấn vào để triệu hồi ra. Ok. Đấy. Ấn vào đây. Ấn vào hero. Ấn vào Nezuko. Chúng ta sẽ quick up cái level lên. Đây là Nezuko nhỏ anh em ạ. Nezuko bé. Bây giờ nó là tiếng Anh nên nó rất là dễ chơi. Rất là dễ để có thể là hiểu được cái gì. Trước tiếng Trung thì mình toàn phải sử dụng phần mềm dịch á. Tiếng Anh này nó cũng cơ bản thôi nên anh em cũng khá dễ hiểu. Không biết bao giờ sẽ về Việt Nam nhỉ. Về Việt Nam thì nó lại tuyệt vời hơn nữa. Nhưng mà về Việt Nam thì nhanh nát lắm anh em. Nhà phát hành Việt Nam thì ít nhà phát hành nó có thể là trụ được lâu á. Ok, 4237 cao đi. Ây da, được đấy chứ nhờ. Chém nó. Ui. Ê. Khá đau. Ây da. Bạn trẻ. Bạn trẻ bình tĩnh nào. Chúng ta có thêm Nezuko trẻ con anh em. Chúng ta còn chưa tới để có thể là mình mở để ấy cơ.
Ok, à chưa được anh em ạ. Chúng ta sẽ đeo cái nhiệm vụ hàng ngày à. Chúng ta ấn vào đây, ấn vào step được 200 claim này. Claim này, claim tiếp này. Rồi, cho được thêm một cái viên viên ngọc gì đấy á. Chúng ta sẽ tiếp tục là cái Adventure 2. Chúng ta sẽ post story đến level 15. Game này thì thấy cũng khá là hay, theo như mình thấy nó cũng khá là hay ho. Chơi vẫn được. Chuyến anh em mấy thanh niên này thì không không quá khó để chúng ta có thể là hạ gục và tiêu diệt được bọn này. Tanjiro quả này đều tóc bù xù quá, không đẹp trai nữa. Cái này cũng có thể nạp đầu nhá, hình như nạp đầu đấy được cái gì nhỉ, một trong trụ ra anh em ạ. Rồi mình sẽ ấn hero này. Con này là con Makomo anh em. Ok, chúng ta có thể là equip thêm ít đồ. Zenitsu này anh em. Ấn vào thanh kiếm này, ấn vào combine, auto select, ấn vào confirm. Đấy. Rồi anh em ơi, hero quay lại. Hero tiếp. Battle. Let's go, mình tiếp tục ấn battle đây nhé. Ổn mà, ấn vào đây. Fight. Chém đi anh em, 130. Ôi chà 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 chà. Thanh niên này không thể là đỡ đống đông mình rồi. Nói điều chắc chắn, chúng ta sẽ ấn vào online này. À, 7 giây nữa sẽ nhận thêm được 30 mảnh của Nezuko anh em ạ. Quick Battle. Đây luôn level 6 á. Chúng ta vẫn chưa xong cái phần hướng dẫn anh em ạ. Tôi vẫn chưa xong phần hướng dẫn. Fine. Cào đi anh em, đúng rồi. Chém nó phát. Hai con nằm luôn anh em. Hai con nằm luôn, không thể nào đánh được. S-Pass này. Quick Claim này. Cho ấn vào đâu. Ấn Story Pass. Battle. Ok, cho tiếp tục ấn Battle tiếp. Fight. Có ba con ở đây. Mình nghĩ là mình sẽ hạ được nhanh thôi. Tốc độ mình không lên được X2 nhỉ. Tôi đang cố gắng lên X2 mà nó không cho mình lên thì mình bó tay. Bọn này bị chảy máu anh em ạ. Tanjiro, đúng rồi. Ok, hay quá. Đây là cái gì? Cái này phải nạp tiền anh em ạ. Cái này như kiểu là thẻ tháng hay cái gì đó. Gift à? Quà. Level up à? Event trong vòng 4 ngày lên level 15, 25, 35 là nhận được cái vé xịn để quay đấy anh em. Kiểu kiểu á. Đây là đăng nhập hàng ngày nhá. Ok, invest. Đây chúng ta cũng sẽ nhận được một vài thứ. Không ạ, cái này phải nạp tiền anh em. Chúng ta phải nạp tiền nhá. Mình đầu tiên mình sẽ đổi tên trước. Mình tên là Thành Ezi. Mình cũng không biết mình chơi ở server bao nhiêu. Tôi chơi server bao nhiêu đây? Server 445 anh em ạ. Giới tính nhá. Chúng ta có thể thay đổi mặt ở đây được. Để luôn ấy đi. Thì ấn vào redeem code này anh em. Rồi tôi sẽ lấy các cái code này cho anh em. Đấy, anh em nhập 4 cái code này vào là được ha. Nhớ là để ở trong web nhá. Mình không để ở dưới phần comment nữa thì nó dài quá. Anh em vào web và lấy nhá. Đó. Anh em nhập hết tất cả mấy cái code này vào cho mình ha. Redeem code. Đấy. Ấn vào đây. Ok. Tiếp tục cho có tất cả là 4 cái á. À, được Nezuko bánh mì à, xinh phết nhỉ. Hero, cho ấn vào hero nhá. Đây là cái gì? À, nhận được thêm game à. Cái này là dạng kiểu game á, thành tựu gì đó. Nhân vật trông này đẹp quá anh em, đồ họa đẹp, đồ họa rất là chi là xịn luôn anh em. Equip. Ok, đầu tiên là tôi sẽ vào trong lấy cái mảnh ra trong cái túi. Trong túi sẽ có cái sát và cái mảnh cho có 9 vé này. Naruto, Nezuko ngậm bánh mì ạ. Rất đẹp luôn. Rất là xịn luôn. 4 sao. Được thêm một Nezuko 4 sao. Hero. Chúng ta có thể hoàn toàn nâng Nezuko này lên.
Làm sao lên được? Tôi cần hai Nezuko cơ anh em. Ok, chúng ta sẽ nâng cấp SR đây. Đây là SR Quick Level Up 20 luôn. Không cầm được đồ nhỉ? Có mỗi thanh niên này cầm được. Đó tùy từng loại vũ khí anh em ạ. Không phải là ai cũng cầm được đồ của ai. Thế cơ. Một số người thì sẽ đạt, sẽ cầm được vũ khí. Còn không thì SR của chúng ta sẽ có rất nhiều con anh em ạ. Rui, Emu, Inosuke, Zenitsu. Mình có thích Inosuke và Zenitsu không? Sabito là anh trai của con Makamo này. R, có đây có SR và có SSR. SR là cao nhất anh em ạ. Đá kỳ. Trụ này anh em ơi. Mình thích ông này anh em ạ. Kyuzuro Five Pilas. Ôi hình như nạp được ông này sao anh em. SSR trông xịn quá. Thích, nhìn trông thích vãi. Shop. New server. Newbie shop. Đấy, nạp có 24 cành thôi anh em ạ. Khá là rẻ thôi. Mình thấy nó không đắt lắm đâu. 8 ngày log in ạ. Không cần phải nạp anh em. Ngày thứ 8 mình sẽ nhận được ông này anh em ạ. Ngày thứ 2 mình sẽ nhận được ông thầy của Tanjiro dạy thủy thuật hơi thở của nước đúng không? Thủy thuật mình nhầm sang Naruto anh em ạ. Sorry. Ticker gift đạt level 15 sẽ được thêm 10 vé nha anh em. Gold. Cái này giống kiểu Naruto vậy. Nhìn qua từ Naruto anh em ạ. Fire plus. Đẹp nhờ. Đẹp quá. Rồi cái anh em ơi, mình có thể summon summoner. Basic. Mình đang có 10 vé đấy. Mình có thể là free trước á. Advanced. Chúng ta chỉ có 9 vé. Friendship là bạn bè đấy. Mình sẽ basic, mình sẽ có 10 vé, mình sẽ thử luôn ha. Basic thì khó con nào ngon lắm. Tao con cùi thôi. AoE. Nói chung tao con cùi anh em ạ. Tao con cùi thôi. Thêm một vé nữa thì chúng ta sẽ có thể là ấy được. Ok. Touch. Đây là nhiệm vụ hàng ngày đấy anh em ơi. Ở đây ok, làm hết nhiệm vụ hàng ngày đây anh em. Chúng ta cũng sẽ ở hai Nezuko không được anh em ạ, chỉ được một Nezuko anh em nhá. Chúng ta vẫn chưa ra ngoài được, cứ đánh nhá. Game này thì thật ra là rất hay. Anh em không chơi thì thật ra là phí đấy. Nó hay phết. Đánh rất chất lượng. Nezuko Arena. Wi-Fi. Ở đây mình sẽ đã có lấy được quà rồi đây. Rồi anh em ơi. Một. Hai con nữa thì cũng không vấn đề gì. Một đập, hai đập. Ba đập, bốn đập. Ok. Con này nữa. Một đập, hai đập. Con này. Mày. Úi xời ơi bạn ơi. Đã đánh đâu? What the fuck? Ngáo thật, đấy là nó đang tự đánh mà. Mình cứ đứng ngoài mình xem ạ. What the hợi. Chịu luôn. Nezuko ngậm bánh mì khỏe lắm anh em. Tôi cần thêm một cái vé nữa. Cứ ngồi xem ạ. Ngáo, ngáo, đúng là ngáo. Ngáo ngơ anh em. Chịu đấy. Búp gì đây? Chúng ta chưa có búp gì cả anh em ạ. Hình như là phải có cái đội gì đó mới có thể búp được ha. Tanjiro, ok. Nezuko.
Game này khá hay, theo như mình thấy đánh khá ổn, đánh được. Còn hai con ở đây. Game hay quá anh em ơi, không đánh thì hơi phí, không đánh thì nó quá là lãng phí. Còn hai con đây này nữa, lấy thêm item nào. Mày nhờn. Ok. Hình như mình vẫn chưa. Wheel of Fire. Đây mình có thể lấy được cái gì đó đây. Gip. Đâu? Shine. Sao lắng ngày 2 rồi? Đấy, mình vừa có thể lấy được luôn nhá. Vừa có thể làm đánh ở trong này mà vừa có thể làm ra ngoài được. Hay nhở. Nhưng mà mình không lên được cái mình không thể skip được anh em ạ. Skip là anh em phải có cái gì nhỉ? Prailer thì mới có thể skip được cái battle như kiểu là nạp thẻ tháng ấy, kiểu dạng như vậy. Mình đoán là như vậy. Ok anh em, tôi cần 10 vé, không biết mở được con gì. Xong chưa? S pass. Được thêm đồ anh em ạ. Ok. Stage 15 sẽ nhận được Inosuke. Ngon đấy. Stage 10 mấy rồi? Đây là stage bao nhiêu? Đây là mình không rõ là mình đang ở stage bao nhiêu nữa anh em ạ. Mình cần thêm tướng xịn để mình lắp cho đội hình anh em ơi. Tấn công luôn. Rồi anh em ơi, hình như mình phải mình lên được cái gì đó online. Vẫn phải đánh tiếp ạ. Ok. Sao mình có Rengoku này đây này anh em. À hình như phải đấu boss thì ra ông này. Ra ông trụ này anh em ạ. Viêm trụ à? Rengoku. Ai à. Hơi thở của nước ghê thật. Rengoku, ui, đẹp thế. Anh say đẹp hết cả đạn luôn. Anh trông nhìn xịn vãi. Từ từ mình có bật nhạc không? Có. Ui, Rengoku cái nhìn trông xịn luôn. Cái này như phải nạp tiền anh em ạ. Nó cho mình xem ấy. Nó cho mình xem để mình thấy thích thú ấy. Kiểu thế. Step 2. Đây được 10 vé này. Bây giờ mình phải đi mình mở anh em ạ. Bắt buộc mình phải summon ạ. Đấy rồi anh em, tướng xịn rồi. Nhưng mà cái này nó cho thì chắc là tướng nó sẽ chỉ định thôi. Aoi Murata. What the fuck? Được có gì? Được thằng bắn súng ạ. Ok. Cái thằng này bắn súng, mình không thích thằng này. Tôi không thích thằng này anh em ơi. Nó cho mỗi cái đấy thì làm sao? Lại làm nhiệm vụ anh em ơi. Story à. Tôi cần một vé nữa để thử cái đấy là nó bắt buộc nó cho mình ấy. Thì kiểu gì nó cũng ra. Thế đây Median Arena Master Upgrade. Đây là ông chủ mà, new server newbie. Cho được thêm đã nick ngày rồi cơ. Free này 8 ngày login. Được ông này luôn anh em ạ. Ui mình như là mạnh vãi cả đạn luôn. Được phết đấy chứ. Top up. Nhưng vấn đề là chúng ta nạp 60 game sẽ được Rengoku à. Nó mình mấy hôm nữa sẽ được mà. Nên mình đang suy nghĩ là nên redeem code cho không. Model. Bây giờ tôi có nhiều nhân vật hơn ạ. Ok tôi sẽ để nhân vật này đi. Ok, tôi sẽ để Nezuko bánh mì đây anh em. Trông đẹp hơn, tội gì nhờ. Nhưng mà mình đã để kia. New Hero 234.000. Nó toàn Rengoku vậy. Ok, chúng ta sẽ nhiệm vụ ở đâu? Shop Tron Task Story. Tôi muốn thêm một cái vé nữa thì thử thách này. Arena. Mình đã đấu được rồi anh em ơi. 40.000 này.
59.000, 37.000. Ok, rồi mình sẽ đánh nhá. Nhưng mình chưa nâng cấp hết cho tất cả các cái hero của chúng ta lên, đúng không anh em? Mình sẽ nâng cấp những con SR lên trước. Đây, ví dụ ông này chẳng hạn, lên level 20. Con này sẽ lên được level 20. Đó, điều ô có thể phá bridge này để tiếp tục lên level nữa. Đấy, có thể break tiếp. Nhưng mà mình đang xem xét là đánh như kiểu gì, đội hình như kiểu nào thì nó sẽ là đẹp. Rồi anh em ơi, đội hình này cũng khá ngon đấy. Tôi muốn thêm một cái vé nữa thì đánh kiểu gì nhỉ? Hero Master, Master Info Task. Đây là nhiệm vụ hàng ngày. Đến đây, ôi làm nhiệm vụ hàng ngày lâu lắm. Bao giờ mới đủ vé nhỉ? Item 500 sẽ được một cái vé à? Đắt quá nhỉ. Thôi có lẽ là cứ phải đi đấu đánh thường thôi. Đánh thường hoặc là như thế này, Arena Fight Free 14.99. Ôi chưa. Họ cũng không để đội hình xịn đâu anh em. Họ cũng để đội hình cùi thôi. Level 1 ạ. Level 1 thì mình hạ được. Tiếp mình sẽ đổi lại đội hình của mình nữa thì sẽ khỏe hơn đấy. Đây là đấu trường nha anh em ơi. Arena. Ủa 21 phút rồi. Mình chắc mình sẽ dừng tập này thôi. Xin chào và lại anh em nhá.